Hello, chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Si Kẹo. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta có một trận đấu trên đảo Thiên Đường nha mọi người. Ui, vãi hàng luôn. Hai bên đều có người. À đủ. Ghê vậy ai chơi. Rồi nha anh em. Rất là đơn giản thì Kẹo có được luôn 2 kill ở trong ván đấu này. Hiện tại thì Kẹo đang sở hữu cái combo súng mà anh em có thể thấy được là đó là XM8 với lại thì MP40. Phải nói là đây là một combo súng cực kỳ là ngon ở thời điểm hiện tại luôn. Trong phiên bản OB20 thì XM8 sức mạnh của nó cực kỳ là ghê gớm. Ui, vãi hàng thằng nào câu lựu lên trên luôn. Phải nói là trận đấu này ngày hôm nay rất là căng thẳng này. Rồi nha, qua đây hóng xem là nó đang đâu nhỉ. Ai, chắc là Kẹo lận lờ qua đây xíu này. Vãi cả hàng. Đứng lại em ơi. A đủ. Vâng, anh em thấy không ạ? XM8 bắn rất nhanh, rất mượt luôn và Kẹo có luôn được kill thứ ba. Đây, cơ bản thì Kẹo sở hữu cái skin súng đó là XM8 quái thú nha anh em. Với cái skin súng này thì nó sẽ tăng tốc bắn lên rất là nhiều luôn. Cũng như là trong phiên bản OB20 ấy, thì XM8 đã được sửa đổi và tốc độ bắn cực kỳ là nhanh. Nếu như mà anh em nào mà chưa có cái skin này thì các bạn có thể là vào trong shop và anh em mua ngay skin này nhá. Đây, tầm này thì còn lại 24 người chơi nữa. Chắc là trận đấu này thì sẽ khá là nhẹ nhàng đây. Khi mà Kẹo đây, ngày hôm nay mặc cái bộ trang phục của thẻ vô cực mùa 1 theo như yêu cầu của các bạn này. A đủ. Ui. Nào. A đủ. Đậu xanh. Và có một cái lời nguyền đó là bất cứ ai mặc bộ trang phục thẻ vô cực mùa 1 này thì khả năng top 1 sẽ rất là cao luôn anh em. Nên là Kẹo cũng khá là hóng. Đấy thì là câu chuyện mà anh em nói với tôi là bảo anh mặc thẻ vô cực mùa 1 auto top 1 luôn. Thì mình cũng tin. Và để xem. À đủ, có người này. Mày trận đấu Hải em ơi. Để xem là ngày hôm nay thì Kẹo trong trận đấu này có được top 1 hay không nha. Ôi vãi. Rồi nhá, nãy giờ quả mình chưa nổ. Còn bây giờ thì nó đã nổ rồi nhá. Tầm này thì Kẹo không dám lên trên. Các bạn thì chơi an toàn thôi. Chứ còn là các bạn mà đẩy lên ấy, gặp ngay mấy thằng đang canh sẵn thì rõ ràng chúng ta ở trong cái thế bị động. Nên là anh em rất là dễ sanh mộ. Kẹo thì Kẹo không muốn cái điều đấy xảy ra. Thế nên là tôi cũng không chơi liều làm gì cả. Rồi nha, nhờ tất cả các bạn đang xem trên kênh của Sĩ Kẹo thì các bạn giúp mình đó là like cho video và chia sẻ cho video nhé. Cơ bản thì dạo này tương tác YouTube nó hơi kém mọi người ạ. Đâm ra là những video của mình nó lại khá là ít view. Nên là anh em mà yêu quý mình ấy thì các bạn like, các bạn chia sẻ video hộ mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi nha, let's go. Để bàn luận thêm về cây súng XM8 thì không biết là anh em đã xài qua nó chưa. Ở đây thì OB20 bắn rất mạnh luôn. Bạn nào mà chưa xài thì nhanh tay và xài luôn nhá. Rồi ok, mình đang tiến lên phía trên này là phía cánh đầu này. À, hình như là nhà gà có người. Ok, nhà gà có người nha anh em. À đủ. Mày ra đây. Ui, phải hả? Mình thì không biết nó xài súng gì nhưng bắn rất là rát anh em ạ. Ok, vãi. Còn tí máu. Công nhận hên thật. Hên thật. Hên pha đấy là Kẹo đang bơm máu. Không là có lẽ cũng trầu trời rồi nha mình. Cũng lên bảng điểm số rồi. Pha này bị kẹp thịt khoai vãi luôn. Không sao. Lúc nãy thì mình có lượng rất là nhiều máu. Nên là cũng không lo. Đây anh em, hai bên nó đều quay mình luôn. Vãi trưởng. Nói chung là các ông quay từ từ thôi. Như này chết tôi. Thật sự luôn. Ai, hôm nay có lẽ nói hơi nhiều. Giọng mình nó hơi khàn khàn. Thôi à, anh em xem tạm thông cảm nhá. Đây để xem nào. Thằng nào phía sau nhở. À đủ. Thằng phía sau nó trốn sau gốc cây ấy. Thôi vào nhà trước đã. Vào nhà cho nó lành công ạ. Này, không thấy thằng kia đâu. Vậy thì thằng trước mặt này. Ui vãi, vãi. Gì đấy, còn 18 máu này. Thôi em xin anh ơi. Hôm nay gặp mấy thằng này căng vãi luôn. Mày ra đây, tuổi gì này. Anh em thấy chưa, XM8 bắn ghê không? Hay là các bạn bảo với mình là XM8 bắn không ghê đi. Thề luôn, hơi bị ngon. Rồi nhá, thằng nhà gà coi chừng anh nha. Đây Kẹo đang cuốn máu rồi đã. Rồi nhá, cuốn cho nó full luôn đi. Đó, thằng nhà gà thì cứ bình tĩnh, từ từ xử nó.
À đủ, mày làm sao? Yes, hack shop luôn, ngon thật luôn. Đây mọi người, chúng ta có rất nhiều đạn súng tiểu liên nhá. Uầy, có 3 đạn đôi nữa hả? Băng đạn đôi nữa thì mình nghĩ là mình sẽ trang bị luôn cho XM8. Bởi vì là băng đạn đôi này ấy, thì chúng ta sẽ đánh giá một xíu đi. Đây cơ bản thì mình sẽ sửa giáp cho nó ngon đã. Rồi nha, giáp chống nổ luôn, ngon lành. Thì về cái ưu điểm của băng đạn đôi ấy, thay đạn rất là nhanh luôn. Vì thế nên là mình sử dụng băng đạn đôi thay thế cho băng đạn level 3. Và nên khuyến cáo anh em là như vậy, bởi vì là xài phê lắm. Đấy, nói chung là anh em cứ trải nghiệm thì anh em biết thôi. Rồi nha, ok. Này, hòm sắt của nó đây. Không biết nó xài cái gì mà nãy bắn mình giáp vãi luôn. Để kéo xem. Ôi, Ska. Chắc là xài Ska Titan đây mà. Thấy tốc bắn nhanh vãi luôn. Kiểu lúc nãy anh em có để ý lúc nó xấy mình không? Rồi ok. Bây giờ là mình có 6 túi máu. Bị cho nó bắn căng thế mà anh em xài hết bao nhiêu túi máu. Đây, tầm này thì chỉ còn lại có 10 người chơi nữa. 10 người chơi nữa thì không quá khó khăn để mà hạ gục chúng nó. Nó cũng bình thường. Nói chung là chơi cẩn thận tí thì mình nghĩ là mình vẫn sẽ tự tin. Game này cố gắng win top 1 nhá. Cho nó đúng với cái lời nguyền gọi là anh em mặc bộ trang phục thẻ phục cực mùa 1 auto top 1 luôn. Đây. Qua đây xíu nhở. Nghe bảo là ngày mai anh em đi học đúng không ta? Mai thứ hai nhở? Không biết là anh em đã phải đi học chưa? Tôi tưởng là một số trường thì anh em vẫn được nghỉ học vì cái dịch ấy. À đủ, 9 tháng nữa không coi. Từ từ anh em ơi. Đấy, chắc là mình chuẩn bị xem xuống dưới nhở. Nhưng mà tôi sẽ lượn lờ quanh đây. Đó, lượn lờ quanh đây để xem là có thằng nào nó láo nháo không là hạ nó luôn. À đủ, 9 người trận hả? À, mình sẽ qua check thính coi. Thỉnh thoảng thì thính nó sẽ có thêm bông keo á. Hóng anh em. Ui, thính này là SVD, không có bông keo rồi. À, ngoài này có một chiếc xe à? Một chiếc xe hai chỗ màu xanh dương à? Ui, thính nữa, thính nữa. À đù. À đù. Bên tay phải mình luôn anh em, mình có người. Không sao, đã có thêm được cái súng băng nhá. Đây, chúng ta có xe mà. Lấy xe săn mạng cho nó dễ, ngại gì mà không lấy xe. Let's go mọi người. Kiếm người thôi, hóng thôi. Đây, anh xem các chú chạy đâu. Có thanh niên nào chạy rông không đây? Thằng nào chạy rông là tông nó luôn anh em ạ, không đùa. Hello các bạn. À, vòng lại, vòng lại, vòng lại. Đây, anh xem các chú ở đâu. Nào. Ở đâu mau mau lộ diện nhá. À, đủ. Chưa thấy người, chưa thấy người. Đậu xanh. Rồi nha, chắc mình lượn qua cái phía này xíu này. Vẫn chưa thấy ai. À đủ. Có lẽ là mấy bạn này trốn kỹ ghê. Thôi được rồi, lát nữa thì bo nó sẽ thu tại cái khu vực này. Và mình cứ lượn lờ xung quanh thôi. Lượn lờ xung quanh để xem là chúng nó đang ở đâu. Vẫn đang còn rất là đông luôn. Một cái bo thế này nhưng còn tận 7 đứa. Chắc chắn là vẫn đang còn rất là đông. Tôi nghĩ là tầm này thì có đứa ngồi gốc cây này, có đứa gọi là ngồi tảng đá này, đứa thủ nhà nữa. Kiểu kiểu vậy. Tôi thì kệ mấy đứa, còn tôi là một kẻ đi săn mạng cơ mà. Nên là mình sẽ không làm những cái hành động như vậy. Với lại thì mình thích đi săn hơn. Còn chơi như thế thì ai gọi là game sinh tồn anh em, đấy người ta gọi là game trốn tìm. Đấy, còn kẹo thì đi săn luôn, thấy thằng địch nào là kill luôn chúng nó. Thế mới gọi là đúng chất game sinh tồn phải không anh em? Tao rất là hóng luôn. Và vẫn chưa thấy ai. À đủ anh em, trốn đầu kinh thế. À đây rồi. Ngay trước mặt này, ngay trước mặt này. Làm sao? Anh cho các chú đai luôn nhá. À đây, một đứa đây. Mày làm sao? À đủ, chạy nổi không em? Xong luôn. 8 kill rồi, ngon lành. Đây mọi người, chuẩn bị là vòng xe lại thôi. Chúng ta lên đường. À đủ. Mình nhớ là có đứa ở ngay bên tay trái này á. Hóng thôi, hóng thôi, hóng thôi anh em. Đâu rồi em ơi? Đây phải không, ở đây phải không? Nghi ngờ vãi luôn này. A đủ. Ui, vãi hàng. Rút đi 18 này. Mày làm sao? Yes, quá ngon. Anh em thấy không? X18 thì trong phiên bản OB20 bắn cực phê cực mạnh. Và thật đáng tiếc nếu như mà các bạn chưa sở hữu cái skin súng X18 quái thú.
ba thằng. À đây có một thằng này. À, anh sẽ xem như nào tông chú rồi nhá. Rồi làm sao? Làm sao này? Ui, lên lút xác. Ngáo thế là cùng. Ok, tuần này thì cơ hội tốt một của kẹo là 33.333333%. Còn hai thằng nữa. Hóng thôi anh em. Đây anh em cứ quan sát ở tôi nhá. Hôm nay tôi sẽ thể hiện cho anh em làm thế nào hạ gục nốt hai thằng cuối win game luôn. Rồi nhá. À đây, có người đây rồi. À đây à? Ơ, mày làm gì đấy? Ui. Làm sao đấy Hải mày ơi? Sao? Lên bảng. Nhưng mà nát mất tiêu con xe. Yes, 11 kill rồi. Quá đã luôn. Và chúng ta let's go. Tập này thì sẽ là cuộc chiến solo 1v1 giữa kẹo và thanh niên cuối cùng. Anh em đoán xem sẽ khá là căng thẳng đấy. Tình hình là đối với hai người thì cái vòng bo thế này nó vẫn khá là rộng. Và anh em hóng coi. Riêng kẹo thì kẹo vẫn chưa thấy thằng quầy đâu. Tập này thì khi mà các bạn ở trên đồi ở một cái vị trí cao hơn thì anh em sẽ quan sát nó tốt hơn thôi. Chứ còn là bảo là kiếm người dễ hơn thì kẹo chưa thấy gì cả. Hello bạn cuối cùng ơi. Rốt cuộc là bạn đang ở đâu? Thôi thì chúng ta chạy qua đây solo cá nhở. Tí nữa thì tâm bo sẽ thu tại đây. Hóng. Uầy, và ai ở đâu trốn kỹ thế? Lại ông. Chẳng hiểu sao luôn anh em. Đấy, cái thằng lúc nãy kiểu làm gì trốn kỹ thế? Thế thôi, tôi xin thua. Anh xin ra tay giúp đi thôi. Đâu nhở? Anh em thấy thằng cuối chưa? Sao nó chạy đâu ấy? Đùa nhau. Sao đấy nhở? Anh em ơi, thấy chưa nhở? Kẹo chạy mãi không thấy nó luôn này. À đủ. Kia rồi. Ok kia rồi. Mày này. À, xếp đồ cam cơ. Rồi nha, tầm này thì mình chỉ còn lại mỗi một trái bóng keo. Đây là đâm ra hơi khó. Ui, vãi. Nhiều lựu thế, anh lại sợ quá. Đây các bạn ơi, chạy qua chuẩn bị ra phản nó thôi nào. Này, đâu rồi em ơi? Các bạn thì mình vẫn đang còn súng băng cơ mà, nên là mình không xoắn lắm. Qua đây em ơi. Nào. À, vào nhà cơ. Rồi ok, cho chúng vào nhà luôn. Đây, mình nhốt nó luôn anh em ạ. Có giỏi qua đây em ơi. Ui mìn này. Vãi trưởng. Vãi trưởng. Mày lừa tao à? À, nó tính lừa mình luôn. Gài bao nhiêu mìn. Vãi hàng thế bạn ơi. Này, làm sao đấy hả? Này, cầm binh mà 8 solo tiểu liên luôn. Và win. Bó nha. Được cảm ơn rồi anh em ơi. Các bạn ơi, các bạn nhớ like và chia sẻ video giúp kẹo nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và kẹo hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. Chúc các bạn xem video vui vẻ nhá.